khi những cơn gió bất thổi về là mùa rộ của loài cá ba thú. Và đối với loài cá này thì tiết trời càng trở lạnh, thịt cá càng ngon, càng ngọt và béo. Những ngư dân quê tôi lúc bấy giờ theo nghề đánh lưới cá ba thú cũng ăn nên làm ra. Và mùa này cũng đã mang đến những kỷ niệm vui cho những gia đình theo nghề. Cá ba thú là loại cá biển có màu trắng bạc lấp lánh, sống theo đàn rất đông và có nhiều ở các vùng biển Kiên Giang như Phú Quốc, Kiên Lương, Hà Tiên, Hòn Sơn. Loại cá này có quanh năm, nhưng mùa đánh bắt trúng nhất và hương vị cá ngon nhất là vào khoảng tháng 10, tháng 11 âm lịch. Theo bác Ba Tuấn, một trong những ngư dân đã theo nghề lưới cá ba thú từ thời thanh niên, đánh bắt cá này chủ yếu là dùng lưới và có thể sử dụng nhiều các loại lưới khác nhau, lưới thưng, lưới bao. Những ghe tàu đánh bắt xa bờ với mã lực lớn, họ thường đánh cào, bắt được số lượng cá rất nhiều. Nhưng với ngư dân quê tôi chủ yếu là đánh lưới gần bờ, lượng cá bắt được sẽ ít hơn. Cá mắc lưới sẽ không săn chắc, cầm trên tay có cảm giác ươm mềm, nhưng đổi lại thịt cá béo và ngon hơn. Và cá bắt được từ lưới cũng sẽ ngon hơn cá từ các ghe cào bay. Cho nên bạn hàng cá hay các bà các mẹ hễ gặp cá ba thú đánh bằng lưới thì thích hơn là cá dính bằng cào. Khoảng chục năm về trước, người đánh lưới cá ba thú hầu hết sử dụng loại lưới thưng 5,2 phân, có viền chì nặng, độ dài sâu xuống đáy biển khoảng tầm 2 đến 2,5 mét, tùy vào mặt lỗ lưới, và phải đến 2 người thu kéo lưới. Về sau này, một số ngư dân chọn đánh lưới mành khá giống như lưới ghẹ. Mỗi tàu đánh bắt chỉ cần 1 người lái và bủa lưới, đỡ tốn công, tốn chi phí. Loại lưới mành này sẽ cố định, không bị cuốn trôi như kiểu lưới thừng. Điểm để nhận dạng ra lưới, thu kéo về là những chiếc phao có cắm cờ. Nếu như lưới ghẹ phao cờ là màu xanh, thì phao của lưới cá ba thú là cờ màu đỏ. Nghề biển nào cũng vậy. Người đi biển không chỉ cần có sức khỏe, mà còn phải có những kỹ năng để vượt qua từng cơn sóng và đoán được luồng cá để bủa lưới. Thời điểm bủa lưới cũng đa dạng. Có thể là chiều hôm trước chạy tàu ra bủa, rồi trời tờ mờ khoảng 5 giờ sáng hôm sau ra kéo lưới. Nhưng nếu để qua đêm như vậy thì lưới sẽ dính đồ dơ nhiều. Đồ dơ ở đây có thể hiểu là các loại ốc, ốc gai, rong, rạn, san hô. Cũng có tàu đánh lưới đi từ 3 giờ sáng và kéo lưới cho đến trưa mới kết thúc hoạt động. Những tàu này thường là họ sẽ đem cơm nước theo sẵn. Dưới cái nắng cái gió lộng từ biển, khi cơm nước xong, họ tranh thủ nghỉ lưng một lát, độ vài tiếng. Cũng có khi lại tranh thủ quăng mấy ống câu mực câu cá. Ở biển mùa này cũng vào mùa mực, nên câu cả ban ngày vẫn dính mực. Đến khi chán thì quay qua thu lưới kéo lên và nổ máy hướng về các bãi tập kết cá. Thank you.
Trúng mùa cá ba thú cũng làm cho không khí nơi cửa biển khác hẳn so với ngày thường. Lúc nào cũng nhộn nhịp, cảnh gỡ lưới, cánh người mua, người bán. Mọi người ai lo phần nấy công việc của mình, làm xôm tụ hẳn ra. Mặc dù khi cá trúng, giá cả bán ra thấp hơn ngày thường. Đó là một phần cuộc sống chịu thương chịu khó đã được tiếp nối từ đời cha ông. Và đáp lại, nghề lưới cá ba thú đã đưa ngư dân vùng biển Kiên Giang này có được cuộc sống ấm no, tươi vui. Còn khi nhắc đến các món ăn từ cá ba thú, thì được các bà các cô nội trợ biến tấu đa dạng món. Thịt cá ba thú dẻ dặt, thơm ngon, giá thành lại rẻ hơn các loại cá biển khác, mà lại làm được đủ các kiểu hấp, chiên, kho, nấu canh. Vào mùa cá, thì làm bất kỳ món gì cũng cảm nhận được vị ngọt béo mềm của thịt cá. Theo các quan niệm người miền biển, thì chỉ duy nhất vào mùa này, còn cá ba thú mới có được hương vị đó. Rồi những buổi cơm đơn giản, chỉ có cá kho hay cá chiên, cũng là đủ để cảm thấy ngon miệng, no bụng và đủ chất dinh dưỡng cho gia đình. Ở xóm biển, trải qua bao thời gian, thì con cá ba thú với tên gọi mộc mạc bình dị vẫn làm nên những món ăn thân thương gần gũi cho bao thế hệ. Nghề đánh lưới cá ba thú vẫn cứ thế, tiếp tục vượt sóng ra khơi, vượt qua những nỗi khó khăn của tự nhiên để mang về những tấm lưới nặng cá tươi. Chỉ đơn giản đời thường thế thôi, nhưng lại chính là ý nghĩa trong hành trình bám biển của ngư dân, làm nên bức tranh sinh động về cách thức đánh bắt mưu sinh của vùng biển đảo quê hương.